Dạ thưa cô, sẽ là nhà nước ạ. Cái cơ quan đó nó đặt là để những người mà làm việc trong cơ quan đó có làm việc tại đất nghiệp không? Dạ thưa cô là không. Dạ, tức là người lao động nữ sẽ biết đến cái tổ chức đó, và khi mà họ gặp phải cái vướng mắc gì đó, họ có thể gửi thư, có thể trình bày cái tâm tư nguyện vọng hoặc là những cái vướng mắc đó bằng cách nào để cho cái công ty đó biết, cái tổ chức đó biết là cái người đó đang làm việc tại cái doanh nghiệp đó, và người ta sẽ nắm bắt được là cái chủ thể nào gây ra cái sự phân biệt đối xử. Tóm lại là gì? Là cái lập luận của em là nó bảo vệ, nghĩ đến người lao động nữ nhiều quá đi mà không nghĩ dùng cho nhà nước, bây giờ lại đẻ ra một cái cơ quan đấy nữa, rồi tiền đâu mà lương đâu mà trả, bây giờ người ta còn đang cắt giảm biên chế để mà tinh gọn cái bộ máy đúng không? Đấy, tức là mình khi mình đưa ra cái kiến nghị gì thì mình phải khảo sát kiểm chứng xem là nó có tác động những cái tác động khác nữa hay không, hay chỉ mình chỉ nghĩ đến cái bảo vệ quyền của lao động nữ thôi. Nhưng mà nếu mà như thế thì theo cô là cô gợi ý nó cũng chả cần phải thành lập một cái công ty công cơ quan độc lập làm gì. Tại sao có hội liên hiệp phụ nữ đấy, không cứ tranh thủ cái hội liên hiệp phụ nữ đấy để mà giúp đỡ luôn cho các chị em, mà lại phải thành lập ra một cơ quan nhà nước, rồi là nhà nước lại phải trả lương, rồi ngân sách đang thiếu tiền như thế còn trả lương cồng kềnh thế này thì liệu nó có nên không, đúng không? Đấy, mà độc lập để mục đích để làm cái gì, đúng không? Chưa kể là người ta bảo nó chứ gì là nó bỏ mẹ rồi, anh bỏ công đoàn là có khi lại còn buồn ấy, sao tôi bảo vệ được mà không cho tôi bảo vệ, không tin. Còn phải thành ra một cái cơ quan độc lập để làm cái gì nữa? Tôi sẽ cảm ơn các bạn, nó cũng là một cái trao đổi rất là thú vị. Cảm ơn nhóm cũng đã có những cái... Rất là cảm ơn các bạn là ngồi đến giờ này đúng không ạ? Đã có là kiên nhẫn theo dõi tất cả những cái tranh luận ở trên này. Nhưng mà cũng hy vọng là các bạn cũng sẽ tích lũy được cho mình một số những cái kinh nghiệm để sau này nếu mà làm đề tài tiếp tục hoặc là khóa luận đúng không ạ, khóa luận tốt nghiệp đó, thì mình cũng sẽ có những rút được những cái kinh nghiệm để mình triển khai nó tốt hơn. Rất là cảm ơn tất cả các bạn. Thế còn cũng thông báo luôn thì chắc là điểm thì sẽ phải công bố sau, vì là hội đồng cần phải có cái sự cân nhắc cân đối giữa điểm.